Xin chào Đăng Nguyên, bạn đã biết ca khúc thử thách của mình, đó là bài hát Con Gái. Em sẽ hát là con gái nó có là không, con gái nó không là có. Xong em phải xuống. Con gái nó một là hai, con gái nó hai là... Dũng, hai người đối thoại với nhau đúng không? Kiểu như vậy đơn giản lắm, em hát như vậy nhá. Con gái đôi như là thương, con gái đôi thương là ghét, con gái đôi giận là yêu, con gái đôi yêu còn giận. Anh rất thích những cái giọng mà nó cao bên trên, nó lành lót, anh nghe nó xoắn não. Anh thật sự là anh rất thâm phục em. Anh xin mời Minh Khang. Cũng nói bằng giọng đó luôn nha. Không có gì để nói nữa. Xa xa. Cô luôn, cô nói cả lên. Trời ơi, cao lắm luôn á. Dạ, xin mời anh Chí Tài ạ, cùng với giọng đó. Một phần dự thi quá tuyệt vời, 100% hỗ trợ Đăng Nguyên. Hãy đón xem tập 11 bán kết cực kỳ hấp dẫn của chương trình Ban Nhạc Quyền Năng, phát sóng lúc 21 giờ thứ bảy ngày 2 tháng 6 năm 2018 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1, và chương trình được phát lại vào lúc 12 giờ trưa ngày hôm sau trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2.